Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau để giải quyết một số bài toán về tổ hợp xác suất cũng như là nhị thức Newton. Lưu ý, những bài tập như thế này hoàn toàn có thể làm tư liệu để các em ôn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta đi vào câu số 1. Cho tập A gộp cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Như vậy ở đây là thiếu số 8. Thì ta có 8 chữ số. Số tập con gồm 4 phần tử của tập A là. Thì như vậy đây chính là khái niệm tổ hợp chập K của N. Thì chỗ tổ hợp chập K của N nó là số cách chọn ra K phần tử từ N phần tử. Nhưng còn một cách hiểu khác đó chính là số tập con gồm K phần tử được lấy từ N phần tử. Thì ở đây nó chỉ là C48. Câu này đáp án A. Câu số 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau. Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau là A, B, C, D, E. Và thầy làm nhanh như sau. Đầu tiên, yêu cầu số lập được phải là số chẵn. Như vậy, E nó có thể là 0, 2, 4, 6. Như vậy E có 4 cách chọn. Tiếp theo, chúng ta sau khi chọn E, chúng ta có 7 số trừ 1, chúng ta còn 6 số. 6 số chúng ta điền vào 4 vị trí. Thì ở đây, tức là A, 4, 6. Nhưng khi chúng ta làm như thế này, vô tình, chúng ta đã điền số 0 vào vị trí A. Thì chúng ta chỉ cần loại bỏ đi các trường hợp A bằng 0 là xong. Đầu tiên, A bằng 0, chúng ta có một cách. Tiếp theo số đó phải là số chẵn. Như vậy chúng ta chọn E. E chỉ còn lại là 2, 4, 6, như vậy 3. Sau 2 bước chúng ta còn lại 5 số. 5 số điền vào 3 vị trí. Đó là 5A3. 1260. Giải quyết khá nhanh. Chúng ta qua câu số 3. Số hạng 0 chữ X của khai triển này là. Thì bài câu số B này khá đơn giản, như vậy hoàn toàn chúng ta số hạng mà không chữ x, tức là x mũ 0. Thì ở bài trước, thì thầy các bài của em là có bấm máy bằng một kiểu. Bây giờ chúng ta thực hiện lại, xem thử như thế nào. Chúng ta có thể là nhẩm trong đầu, như vậy ở đây là x mũ 8 trừ k nhân cho 5 mũ k và chia cho x mũ 3k. Nếu chúng ta nhẩm được thì hoàn toàn chúng ta có thể xử lý như sau. Chúng ta sử dụng tính năng table. Cái x này nó chính là cái giá trị x đầu tiên. Chúng ta coi x nó là 10. Thì trên 10 mũ tám trừ x giờ dưới 10 mũ 3 nhân cho x và gx nó chính là cái hệ số. Thì hệ số chúng ta có được là 8 cx nhân tiếp cho 5 mũ x. Chúng ta cho chạy từ 0 đến 8. Bước là 1. Như vậy số hạng 0 chữ x thì chúng ta sẽ tìm ở hàng xx là số 1. Như vậy đây là số 1. Gx 700. Đây chính là cái hệ số phía trước.
Vậy mà chúng ta có ngay đáp án ăn quên. Nếu bạn nào chưa rõ thì chúng ta có thể làm như sau, tức là nó sẽ là cái tổng CK8 nhân cho x mũ k nhân cho x mũ 8 trừ k nhân cho 5 mũ k chia cho x mũ 3k, k chạy từ 0 đến 8. Thì ở đây chúng ta sẽ dồn lại, tức là gì? Tức là 8 trừ k trừ thêm 3k nó phải bằng 0. Thì từ đây sẽ ra k bằng, à, có k bằng 2 chúng ta thế vào thì chúng ta sẽ được lại cái giá trị này. Đây, k bằng 2. Chúng ta tiếp tục câu số 4. Một hộp chứa 5 quả cầu trắng, 15 quả cầu xanh và 35 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 7 quả cầu, tính xác suất để 7 quả cầu được lấy ra có ít nhất 2 quả đỏ. Nếu chúng ta làm trực tiếp thì có ít nhất 2 quả đỏ, tức là 2 đỏ đến đến 7 đỏ. Còn tổ chúng ta có khá nhiều trường hợp. Vì vậy khi chúng ta làm trực tiếp thì chúng ta cảm thấy nó nhiều trường hợp, thì chúng ta hãy nghĩ đến chúng ta làm gián tiếp, có thể là sử dụng biến phố đối. Thì đầu tiên chúng ta đi vào không gian mẫu, tổng cộng có 55 quả cầu, lấy ngẫu nhiên 7 quả cầu thì đương nhiên không gian mẫu là C7 55. À, thầy gọi biến cố ra cho chúng ta dễ hình dung. Cái biến cố A là 7 quả cầu có ít nhất 2 đỏ. Ít nhất 2 đỏ tức là cái số đỏ nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Đừng đỏ. Chúng ta sử dụng cái biến cố đối. Thì khi đó A ngang, nó chính là cái biến cố. Cái số bị đỏ nó phải là bí ăn 2, mà bí ăn 2 đương nhiên nó chỉ có thể là bằng 0 hoặc là bằng 1. Thì đương nhiên xác suất chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi xác suất của biến cố A ngang. Thì bây giờ chúng ta sẽ liệt kê vô như sau. Đầu tiên là không đỏ. Không đỏ thì chúng ta sẽ lấy 7 quả cầu từ 20 quả cầu gồm 5 trắng, 15, 15 xanh. Thì ở đây C7 20. Chúng ta đã đủ 7 quả cầu, chúng ta cộng tiếp trường hợp số 2 là một đỏ. Một đỏ thì chúng ta sẽ chọn một đỏ từ 35 đỏ. Chúng ta còn thiếu 6 quả, chúng ta sẽ chọn là C6 của 20. Ở đây chúng ta quy đồng lên là C7 55 trừ trừ. Thì rõ ràng thấy ngay đây là đáp án D. Chúng ta qua câu số 5. Hệ số của x mũ 5 trong khai triển 1 cộng x bình phương cộng chấm chấm cộng đến là 1 cộng x mũ 12. Như vậy câu 5 là một câu khá hay. Thì hệ số của x mũ 5 đương nhiên nó chỉ xuất hiện với 1 cộng x từ mũ 5 trở đi. Thì ở đây thầy làm mẫu một cái tổng để chúng ta thấy rằng 1 cộng x mũ 5 ở đây, đây chính là CK 5 nhân cho x mũ k, k chạy từ từ 0 đến 5. Trong cái tổng này chỉ ứng với k bằng 5 thì nó mới xuất hiện là x mũ 5. Tương tự đối với cái tổng thứ hai và khi đối với cái tổng cuối cùng
thì chỉ có K bằng 5 thì mới xuất hiện là x mũ 5. Thì khi đó chúng ta cộng các tổng này lại, chúng ta nhóm x mũ 5 đây rồi, cái phần trong cái dấu chấm này nó chính là hệ số của x mũ 5. Thì hệ số này nếu chúng ta hình dung thì chúng ta sẽ thấy đây nó là C55 ở cái tổng thứ nhất. Thì đối với cái tổng thứ hai thì nó là C56. Và chúng ta cộng đến cái tổng cuối cùng. Ví dụ như thầy sẽ ghi ra cho các em dễ hình dung. Kia là CK của 12. K chạy từ 0 đến 12. Nhân x mũ. Ok. Thì muốn xuất hiện x mũ 5 thì chỉ có thể K bằng 5. Thì như vậy cộng tất cả các tổng này lại, đặt x mũ 5 làm nhân với chung thì đây chính là hệ số. Và hệ số nó chính là C55 cộng tới C5 của 12. Hoàn toàn chúng ta có thể lấy máy tính chúng ta bấm lần lượt được. Nhưng để đỡ mất công thì chúng ta xem thử trong cái tổng này cái yếu tố nào là yếu tố cố định và yếu tố nào là yếu tố di động. Nhận thấy rằng cái ngọn của chúng ta nó cố định đều là số 5 và cái góc nó chạy từ 5 đến 12. Thì ở đây đây chính là tổng của C5. X đây chính là góc, góc nó chạy từ 5 đến 10, 12 mà 1, 7, 1, 1, 6. Đương nhiên sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta sẽ bấm lần lượt là C55 cộng C56 và cộng tới C5 của 10, 12. Đây là C. Chúng ta qua câu số 6. Một đề thi trắc nghiệm 15 phút toán có 5 câu trắc nghiệm khách quan. Mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Học sinh làm đúng một câu được 2 điểm. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Tính xác suất để học sinh đó có từ 4 điểm trở lên. Như vậy, 4 điểm trở lên tức là học sinh đó phải trả lời lời đúng. Là phải là lớn hơn hoặc bằng 2 câu. Như vậy nếu làm trực tiếp thì là 2 câu, 3 câu, 4 câu hoặc là 5 câu. Thì chúng ta có thể chúng ta dùng cái biến cố đối. Tức là gì? Tức là cái số câu đúng nó sẽ biến 2. Mà biến 2 thì nó là 0 câu với lại 1 câu. Thì khi đó xác suất của biến cố A nó là 1 trừ cho xác suất của A ngang. Và bài tập số 6 này hoàn toàn người ta có thể biến đổi nâng lên. Nó sẽ khó hơn khá nhiều so với câu số 6 nguyên gốc. Bây giờ các em hãy chú ý đến câu số 6 rồi nhé. Thì đầu tiên chúng ta đi vào là tìm xác suất của cái biến cố A ngang. Ở đây chúng ta dùng quy tắc nhân xác suất để chúng ta xử lý. Đầu tiên, ứng với trường hợp là không có câu đúng thì đương nhiên là câu thứ nhất là sai đến câu thứ thứ năm sai, mà xác suất để câu thứ nhất sai câu đến câu thứ năm sai nó đều là 3/4, bởi vì xác suất đúng là 1/4 thì xác suất sai là 3/4, thì ở đây là 3/4. Mũ 5, bởi vì chúng ta nhân 5 lần. Chúng ta cộng tiếp qua cái trường hợp thứ hai là có một câu đúng. Thì có một câu đúng thì nó là 1/4. Còn lại 4 câu sai thì ở đây nó là 3/4.
mũ vốn. Nhưng cái câu câu đúng nó có thể ở vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai hoặc là tới vị trí số 5, thì chúng ta sẽ cộng 5 lần cái biểu thức như thế này, thì đó chính là chúng ta sẽ nhân tiếp cho 5. Thì suy ra xác suất của biến cố A là 1 trừ cho BA. Đây chính là cái vấn đề mà chúng ta phải cần phải tìm hiểu. Bởi vì chúng ta không trình bày, và việc trình bày nó cũng sẽ trở nên khó khăn khi chúng ta nâng cái số câu hỏi lên. Chúng ta đi vào tính toán. Thì sau khi chúng ta tính toán thì thầy sẽ nói thêm nếu chúng ta nâng lên thì chúng ta xử lý như thế nào. Chúng ta trừ cho nguyên cả cộng này, tức là 3 phần 4 mũ 5. Chúng ta trừ tiếp cho thằng này, chúng ta có đáp số 47 phần 128. Như vậy đây là đáp án D. Thầy nói lại, gọi A là biến cố cái số câu đúng nó lớn hơn bằng 2, chúng ta sử dụng biến cố đối. Suy ra A ngang số câu đúng nó bé hơn 2, tức là chúng ta có hai trường hợp, không câu đúng với một câu đúng. Xác suất của B ngang, đầu tiên chúng ta xử lý là không câu đúng, tức là cả 5 câu đều sai, câu thứ nhất sai nhân đến câu thứ năm sai, mỗi câu sai xác suất nó là 3/4, như vậy ở đây là 3/4 tất cả 4 năm. Cộng tiếp là trường hợp số 2, như vậy có một câu đúng, thì một câu đúng nó có 5 trường hợp xảy ra, là câu đúng ở vị trí thứ nhất đến câu đúng ở vị trí thứ năm, và mỗi trường hợp xác suất nó đều là 1/4 nhân cho 3/4 mũ 4. Thay vì chúng ta cộng 5 lần thì chúng ta chỉ cần lấy một cái và chúng ta nhân thêm cho 5. Bây giờ giả sử yêu cầu là tính xác suất của cái biến cố B này thì sao, tức là gì? Có hai câu đúng, tức là đúng và thì chúng ta xử lý như thế nào? 1/4 nhân 1/4 tức là hai câu đúng, còn lại là ba câu sai. Ba câu sai thì là 3/4 tất cả câu ba. Ở đây đương nhiên nó là 1/4 tất cả mũ 2, nhưng nhiêu đây là chưa đủ. Nếu chúng ta ghi liên tục như thế này thì chúng ta có thể hình dung đây là câu thứ nhất đúng, câu thứ hai đúng, câu 3, câu 4, câu 5 sai. Thì chúng ta xem thử có bao nhiêu trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nhân tiếp. Thì cái số trường hợp nó chính là cái số cách chọn ra hai câu từ 5 câu để cho nó đúng, thì chúng ta phải nhân tiếp cho C25. Khi chúng ta hiểu được như thế này thì chúng ta mới nâng bài toán lên được, chứ không phải bài nào chúng ta cũng liệt kê và khi chúng ta nhìn thấy chúng ta mới làm được, còn khi chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta lại không làm được. Như vậy đối với câu số 6 này có vấn đề gì mà cần trao đổi thêm thì các em có thể là bình luận ở bên dưới video. Chúng ta tiếp tục câu số 7. Số nghiệm của bất phương trình là, chúng ta chỉ cần dựa vào điều kiện chúng ta sử dụng tính năng table mốt 7 ta cho chạy.
2 nhân cho 50. Chúng ta chuyển hết về với trái. Ở đây là trừ 2. Đấy. Chúng ta nên đóng đóng mở ngoặc cái 2x này lại. Vì một số máy ghi 2x liền nó lại hiểu khác nhau. Ở đây chúng ta tiếp tục 2x e2. Chúng ta chỉ cần một hàm x thôi. Chúng ta bắt đầu, chúng ta nên dựa vào điều kiện để chúng ta xem thử là x chạy từ đâu đến đâu. Như vậy x lớn hơn bằng 2, này là x lớn hơn bằng 1, cùng lớn ta sẽ chọn số lớn. Vậy chúng ta bắt đầu từ số 2. Chúng ta có thể kết thúc từ 20, bước là 1. Chúng ta tìm những giá trị dư 1, 2, 3 bằng 0, chúng ta bắt đầu không lấy. Như vậy là phía sau lại toàn là số số âm. Như vậy chúng ta có ngay kết quả là chỉ có 1, 2, 3. Như vậy số nghiệm của bất phương trình là 3. Câu số 8. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể làm được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau? Sao cho hai chữ số 4 và 5 không đứng cạnh nhau? Chúng ta bắt đầu như sau. Chúng ta sẽ giả sử là 4, 5 nó đứng cạnh nhau như thế này. Vậy chúng ta sẽ lấy tất cả các trường hợp, chúng ta trừ đi các trường hợp nó đứng cạnh nhau thì nó sẽ ra các trường hợp nó không đứng cạnh nhau. Thì chúng ta bắt đầu. Thì có 5 chữ số mà ở đây có 5 vị trí. Như vậy rõ ràng chúng ta có 5 chai thừa số có 5 chữ số khác nhau. Chúng ta bắt đầu, chúng ta trừ đi các trường hợp là 4, 5 đứng đứng cạnh nhau. Như vậy khi 4, 5 nó đứng cạnh nhau như thế này thì có hai cách để sắp xếp 4, 5 đứng cạnh nhau. 4 trước, 5 sau hoặc 5 trước, 4 sau. 2, 2 ở đây chính là hai giai thừa. Tiếp tục. Thì chúng ta còn lại ba vị trí hoặc là gì, hoặc là sau khi hai số 4, 5 đứng cạnh nhau thì nó có thể đứng ở ở sau như này, nó có thể lên ở vị trí C, vị trí B hoặc là vị trí A. Nó có 4 cách để nó nhảy. Tiếp theo còn lại là ba số, tiếp theo còn lại là ba vị trí. Vậy chúng ta cũng còn lại ba số thì chúng ta nhân tiếp cho ba giai thừa. Theo lại, đầu tiên 5 số 5 vị trí, chúng ta có 5 giai thừa tất cả. Chúng ta trừ đi các trường hợp 4 5 đứng cạnh nhau. Đầu tiên 4 5 đứng cạnh nhau, chúng ta có hai giai thừa là bằng hai cách để đứng cạnh nhau, tức là 4 trước 5 sau hoặc 5 trước 4 sau. Tiếp theo, khi nó đứng cạnh nhau như thế này, nó có thể là ở vị trí sau, nó có thể ở vị trí C, vị trí B hoặc là vị trí A. Nó có 4 cách. Chúng ta còn lại là ba số vào ba vị trí. Chúng ta có ba giai thừa. Chúng ta trừ ra 72. Đây là đáp án B. Câu số 9. Tổng ba số hàng đầu của khai triển theo chiều số mũ giảm của x. Như vậy nếu mà chúng ta áp dụng theo công thức bình thường chúng ta tính thì là cái số hàng đứng trước số mũ sẽ giảm và số hàng đứng sau số mũ nó sẽ tăng. Khi chúng ta đã làm quen thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng table. Chúng ta sẽ nhập vào luôn, chúng ta không cần phải làm nháp nữa. Thì ở đây 6cx nhân những cái phần tử ở trước là mũ dưới trừ trên, tức là mũ 6 trừ x, 3 mũ 6 trừ x. Những phần tử phía sau nó là mũ mũ trên, tức là mũ k, mà ở đây thay k làm x
nhân cho trừ 1. Chúng ta chỉ cần ba số hàng đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu là từ từ 0 đến 2. Nếu thích thì chúng ta có thể là từ 0 đến 6 luôn. Và chúng ta chỉ lấy ra ba số hàng đầu 729 trừ 1 458 và 1215. Đáp án C. Câu 8 rồi, câu 9 rồi, câu 10. Một lớp có 20 nam 20 nữ, có bao nhiêu cách sắp xếp 40 bạn thêm một hàng dọc với nam nữ xen kẽ nhau? Chúng ta hình dung như thế này. Nam nữ xen kẽ nhau cũng giống như là cái số chẵn với số lẻ xen kẽ nhau. Thì đầu tiên chúng ta xếp nam vào các vị trí lẻ, 20 nam vào 20 vị trí lẻ có 20 giây thử cách. Qua bước thứ hai, chúng ta sắp xếp nữ thì chúng ta sắp xếp 20 nữ vào các vị trí chẵn thì khi đó nó mới xen kẽ được nhau là 20 giây giải thừa. Nhưng đây chúng ta mới xếp là nam đứng trước, bây giờ nữ đứng trước thì cũng tương tự, chúng ta thay vì chúng ta cầm một cái y chang thì đó chính là chúng ta nhân thêm 2. Đáp án 2 nhân cho 20 giây thừa bình phương. Câu 11. Một đa giác có 495 bình chiếu, số cạnh của đa giác là? Thì đợt trước thầy cho các em hai công thức để chúng ta tính cái số đường chéo dựa vào số cạnh. Công thức thứ nhất đó là C2N trừ N. Và công thức thứ hai là N nhân cho N trừ 3 chia cho 2. N ở đây nó chính là số đỉnh hoặc là số cạnh, và tính ra thì nó sẽ tính ra cái số đường chéo. Như vậy ở đây chúng ta cho nó là 495. Thì chúng ta sẽ tính ngay được cái số cạnh. Sử dụng một trong hai công thức, ví dụ như thầy có thể sử dụng công thức số 2 này. Chúng ta chỉ cần nhập vào x trừ 3 chia 2. Chúng ta trừ tiếp cho 490 15. Hoặc là chúng ta để yên, chúng ta gọi giá trị n nào ra 495 thì chúng ta chọn. Được chưa? Như vậy ở đây 33 rồi, như vậy đó này là bằng không. Nếu không thích trừ thì hoàn toàn chúng ta để y như thế này, chúng ta gọi 495. Đương nhiên ví dụ như thầy gọi đáp án khác, ví dụ như gọi 30 thì đương nhiên là không thể nào ra được 495. Câu 11 là đáp án A. Thì tương tự đa giác lồi có 10 đỉnh, hỏi có bao nhiêu đường chéo thì n đây nó chính là số đỉnh hoặc số cạnh, chúng ta gọi bằng 10. 35, câu 12A. Câu 13. Gieo đồng xu 7 lần liên tiếp, quan sát mặt xuất hiện, tính xác suất để số mặt ngửa và số mặt sấp là những số nguyên tố. 7 lần ngửa sấp là những số nguyên tố thì đương nhiên nó có hai trường hợp, một là hai sấp năm ngửa và hai ngửa năm sấp. Gieo đồng xu 7 lần, số phần tử không như mẫu là 27. Chúng ta có hai trường hợp, đầu tiên chúng ta xử lý là hai sấp năm ngửa. Hai sấp tức là chúng ta sẽ chọn ra có hai lần từ 7 lần để nó là sấp thì là C27. Thì chúng ta còn lại là 5 lần thì chúng ta 5 lần đó nó bắt buộc phải là ngửa thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất. Tiếp theo hai ngửa.
thì ở đây nó chính là C27 nhân tiếp 5 lần kia nó phải là sắp, như vậy là 1. Chúng ta sử dụng máy tính để tính ngay. C27, C27 là 2 nhân cho C27 chia cho 2 mũ 7, 21 phần 64. Chúng ta qua câu 14. Một củ bài tú lơ khơ 52 lá, rút ngẫu nhiên cùng một lúc 4 lá, tính xác suất để được hai con A và hai con K. Thì số phần tử không nhân mẫu là C452. Chúng ta loại ngay phương A. Như vậy để rút được là hai con A, tức là hai con xì, thì chúng ta sẽ chọn ra hai con từ 4 con. Chúng ta nhân tiếp, chúng ta chọn ra hai con già từ 4 con. Như vậy rõ ràng phương án B. Câu số 15 và câu số 16. Các em lưu ý. Các em hình dung như thế này. Có 4 bạn gồm hai bạn nam và hai bạn nữ. Ví dụ như nam là thầy đặt là A1 A2 và nữ thầy đặt là B1 B2, được xếp vào hai dãy ghế đối diện nhau, tính xác suất để nam nữ ngồi đối diện nhau. Như vậy đầu tiên số phần tử của không nhân mẫu 4 bạn xếp vào 4 vị trí thì đương nhiên là 4 giao thừa. Muốn nam nữ ngồi đối diện nhau thì thầy sẽ xếp thì hàng dọc như này, xếp thì hàng dọc. Thì đầu tiên chúng ta chọn ra một nam một nữ, chọn nam trước. Chúng ta có hai cách chọn nam. Nhân chúng ta có hai cách để chọn nữ. Với cặp nam nữ này thì chúng ta lại có hai cách để chúng ta xếp, đó là nam nữ hoặc là nữ nam. Cuối cùng chỉ còn một cặp thì chúng ta lại có hai cách để xếp, đó là nam nữ nữ nam. Như vậy đáp số ở đây là 2 mũ 4 chia cho 4 giao thừa là bằng 2/3. Đáp án D. Qua câu số 16. Tính xác suất để hai nữ ngồi đối diện nhau. Thì để hai nữ ngồi đối diện nhau thì đầu tiên chúng ta chọn ra hai nữ. Thì với hai nữ này chúng ta xếp vào vị trí đầu thì chúng ta có hai cách để xếp. Và tiếp theo còn lại hai nam, chúng ta xếp vào hai vị trí sau, chúng ta có hai cách xếp, nhưng mà nữ có thể ra phía sau ngồi, nam ra trước ngồi. Như vậy chúng ta có hai trường hợp. Như vậy đây là 2/3 chia 4 giao thừa là bằng 1/3. Cũng bài toán như thế này, nhưng các em có thể nâng lên là chúng ta có 3 nam 3 nữ, hoặc chúng ta có thể nâng lên là 6 nam 6 nữ thì như thế nào. Ví dụ bây giờ thầy sẽ nâng lên 3 nam 3 nữ và các em có thể tự mình nâng lên là 6 nam 6 nữ. Sáu bạn xếp vào sáu vị trí đương nhiên là số phần tử không nhân mẫu là 6 giao thừa.
Bây giờ thầy sẽ yêu cầu là tính xác suất để nam nữ ngồi đối diện nhau. Như vậy đầu tiên là chúng ta sẽ chọn ra một nam, chúng ta chọn ra một nữ thì là 3 nhân 3. Chúng ta có bao nhiêu cách xếp? Chúng ta có hai cách. Tiếp tục. Chúng ta chọn tiếp một nam một nữ. 2 2. Chúng ta lại có hai cách sắp. Thì ở đây thì đóng ngoặc lại lại để cho các em dễ hình dung. Cái hai trong ngoặc nó chính là hai cách sắp nam nữ. Cuối cùng chúng ta chỉ còn đúng một cái cặp nam nữ. Thì ở đây chúng ta có hai cách sắp, đúng một cặp nam nữ, tức là có một cách chọn nam và một cách chọn nữ. Thì như vậy hoàn toàn chúng ta có thể nhận thấy 3 nhân 2 nhân 1, 3 nhân 2 nhân 1 thì ở đây đây chính là 3 gia thừa. Bình phương nhân cho 2 mũ 3 chia cho 6 gia thừa. Thì các em có thể là tổng quát lên, nếu bây giờ thầy nâng lên là 6 nam 6 nữ thì rõ ràng những con số này nó có thể là tổng quát lên cho chúng ta mỗi công thức tổng quát để chúng ta vận dụng. Thì đó, thầy xem nó làm như một cái bài tập để các em thể là nghiên cứu thêm. Câu số 17. Câu số 17 hình như là một cái bài ở cái phần những thứ tôi tên bữa trước nên thầy sẽ không nhắc lại nữa. Câu số 18 tương tự. Câu số 19. Xếp hai sách toán, ba sách lý lên kệ sách. Tính xác suất để các sách cùng môn xếp gần nhau. Đây là câu số 19. Có 5 cuốn xếp lên kệ, như vậy có 5 gia thừa cách sách. Thì đầu tiên chúng ta chọn cái ô để chúng ta sách xếp sách toán cũng như là xếp sách lý. Ví dụ như chúng ta có hai trường hợp là lý toán hoặc là toán lý. Thì đầu tiên có hai môn thì chúng ta có hai gia thừa để chúng ta chọn ô chúng ta xếp. Nếu ba môn thì là ba gia thừa để chúng ta chọn vị trí chúng ta xếp. Sau khi có vị trí rồi, chúng ta mới bắt đầu xếp sách của từng môn học. Có hai sách toán thì là hai gia thừa, có ba sách lý là ba gia thừa. Như vậy hai gia thừa nhân hai gia thừa chia cho 5 gia thừa 1 phần 5. Đây vấn đề. Câu 20. Lấy đúng 2 bi đỏ. Như vậy là 2 bi đỏ và một bi đương nhiên là không phải đỏ. Thì đối với câu này chúng ta bấm ra ngay thôi. Là 2 bi đỏ thì là 10C2, còn thiếu chúng ta sử dụng thứ nhân. Một bi đó là bi đen, như vậy là C15 tức là nhân 5. Số phần tử không gian mẫu 15 CB 45 phần 91. Một nhóm 5 nam 7 nữ xếp ngồi trên ghế già hỏi bao nhiêu cách xếp? Có 12 người xếp trên cái ghế dài thì có 12 giải thừa cách xếp. Câu 22. Số hạng thứ 5 của khai triển theo chiều giảm số mũ của A là. Thì số hạng thứ 5 nó sẽ ứng với K bằng bằng 4. Như vậy chúng ta chỉ cần khai triển ra, chúng ta cho K bằng 4 là xong. Câu số 23.
khai triển có hệ số lớn nhất ra. Chúng ta sử dụng tính năng table mode 7. Chúng ta nếu chưa quen, chúng ta có thể ghi ra một giấy cái công thức tổng quát. Còn khi chúng ta quen rồi, hoàn toàn chúng ta có thể bấm máy luôn. Như vậy ở đây là 7 CX. Các hệ số ở đây là L1, như vậy nó chỉ còn là 7 CX. Và thầy cho là nó chạy từ từ 0 đến 7. Chúng ta chỉ cần tìm hệ số lớn nhất. Như vậy thấy ngay, hệ số lớn nhất là bằng 35. Số hạng đứng chính giữa nó sẽ ứng với K bằng N chia chia 2 là K bằng 3. Công thức nào sau đây là đúng? Rõ ràng ở đây là sai. Cái này nó phải là CKN bằng CIN trừ KN. CKN ở đây thiếu K giải thừa, N giải thừa chia cho K thừa chia cho N trừ K giải thừa. Thì có hai công thức CD. Thì các em lưu ý như thế này. Chúng ta có thể nhớ như sau, đây là tổng hai tổ hợp có cùng góc ngọn hơn kiếm nhau một đơn vị. Thì nó là một tổ hợp góc cộng thêm 1, tức là n cộng 2 cộng 1 là n cộng 3, ngọn chúng ta chọn ngọn lớn hơn. Như vậy nếu phương án D nếu đúng thì cái góc này phải là n cộng 1. Ngoài ra nếu chúng ta không có nhớ các biểu thức như thế này thì chúng ta có thể là gì? Chúng ta thay n là bằng số cụ thể. Nếu chúng ta bấm ra cái giá trị n là đúng thì chúng ta sẽ chọn. Thì vừa rồi thầy đã làm nhanh 25 câu trắc nghiệm tổng hợp. Hy vọng là nó sẽ giúp ích phần nào cho em. Em có thể đăng ký kênh YouTube Toán cấp 3 để nhận những video mới nhất từ tác giả. Thì gặp lại các em ở video tiếp theo.